Cả cha hảo. Hãy cùng tiếp tục học bài 44, tương với phần 4 bài 23 quyển 2. Đầu tiên là cách hỏi xa bao nhiêu, bao xa, có bao xa. Dẫu tua yuan. Dẫu tua yuan. Yuan. Dẫu tua yuan. Dẫu tua yuan. Cách trường bao xa? Lý xuế xào dẫu tua yuan. Sai. Lý xuế xào dẫu tua yuan. Lý xuế xào dẫu tua yuan. Cách công viên Hòa Bình. Sai. Cách công viên Hòa Bình bao xa? Cách công viên Hòa Bình bao xa? Lý Khờ Pính Công Viên dẫu tua yuan. Lý Khờ Pính Công Viên dẫu tua yuan. Cách chỗ này bao xa? Lý trò, trò, lý trò, trò, trông, trò, lý trò dẫu tua yuan. Lý trò dẫu tua yuan. Nghe thật, mỗi gì nó to thế này như con rùa luôn. Nên gì? Bây giờ là cách nói từ sống, sống. Từ chỗ này, sống trò, sống trò. Từ chỗ mình hay từ chỗ này của mình. Sống, sai, sống của trò, sống của trò. Từ nhà bọn, sai, từ nhà chúng tôi. Sống của mình cha, sống của mình cha. Đến, tào, tào. Từ tào này nhấn mạnh điểm đến, còn từ lái nhấn mạnh phương hướng về phía người nói. Sai, từ tào nhấn mạnh đến nơi. Sai, từ tào nhấn mạnh đến nơi cần. Sai, từ tào nhấn mạnh việc đã đến được nơi cần đến, còn từ lái nhấn mạnh. Sai, từ tào nhấn mạnh kết quả đến được nơi cần đến, còn từ lái nhấn mạnh phương hướng về phía người nói. Đến chỗ kia. Tao nào, tao nào. Từ chỗ này đến chỗ kia. Sống trò, sai. Sống trò tao nào. Sống trò tao nào. Từ chỗ này đến chỗ kia. Sai. Từ chỗ này đến chỗ kia. Sai. Bổ sung lại câu tiếng Việt trước. Từ chỗ này đến chỗ... Sai. Từ chỗ này đến chỗ đó. Từ đây đến đó. Từ đây đến đó đại khái có. Sống trò tao nở ta cải dẫu. Sống trò tao nở ta cải dẫu. Bây giờ là từ mét. Mỹ. Mỹ. Từ này đã học trong từ chỉ cơm gạo thường. Mỹ phản. 1 mét. Y mỉ. Y mỉ. 1m5, 1m rưỡi. Y mỉ ủ. Y mỉ ủ. 1m6. Y mỉ liều. Y mỉ liều. Không đến 1m6. Bú tào y mỉ liều. Bú tào y mỉ liều. Y mỉ. Có y mỉ mà. Nhắc lại. Y mỉ. Y mỉ ủ. Y mỉ ủ. Y mỉ liều. Y mỉ liều. Bố tào y mỉ liều. Bố tào y mỉ liều. Bố tào y mỉ liều. Giữ nguyên cái cũ. Mình không đến 1m6. Của bố tào y mỉ liều. Của bố tào y mỉ liều. Bây giờ là cách nói 7-800. Chi ba bãi. Chi ba bãi. 7-800 mét. Chi ba bãi mỉ. Chi ba bãi mỉ. Đại khái khoảng 7-800 mét. Nguyên văn là đại khái có 7-800 mét. Ta cài dầu chi ba bãi mỉ. Ta cài dầu chi ba bãi mỉ. Dùng dẫu ở đây là cách nói thường dùng ở Trung Quốc. Hãy nhắc lại, cách đây bao xa? Hãy nhắc lại, cách đây bao xa? Lý trò yếu tuổi yuan. Lý trò yếu tuổi yuan. Trò. Lý trò yếu tuổi yuan. Bổ sung trước câu này. Từ đây đến đó. Chúng trò tạo nở. Chúng trò tạo nở. Trò. Chúng trò tạo nở. Đại khái có 7 sai. Đại khái có 700-800 mét. 大概有700-800米， 大概有700-800米。 Tiếp sau câu cách đây bao xa? Từ đây đến đó đại khái khoảng sai. Từ đây đến đó đại khái sai. Từ đây đến đó đại khái có sai. Từ đây đến đó đại khái có 700-800 mét. Sai. Từ đây đến đó đại khái có 700-800 mét. 从这到那儿大概有700-800米。 从这到那儿大概有700-800米。 这 从这到那儿大概有700-800米。 Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đổi nhân dân tệ hay là đô la? Hoàn nhân dân tệ hay là Mỹ yuan? Trước tiên giới thiệu một chút. 先介绍一下 cũ mới, chiều xin, uống cốc bia, khơ bây phí chiều, luật sư, lụy sư, hoặc là khua rửa, siêu thị, siêu thị, nhân viên phục vụ, phục vụ viên, làm phiên dịch cho họ, để họ làm phiên dịch, dài ngắn, ngắn ngắn. Thử thêm một chút, lại thử một chút. Zài shì shì. Năm nay bao nhiêu tuổi? Chi niên đua tả. Dự định qua thế nào, dự định đón thế nào? Tả soạn giấm mơ của. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. 祝你生日快乐。 Đi ra sân thể dục rèn luyện thân thể. 去操场锻炼身体。 Giáo viên năm thứ nhất. 1年级的老师。 Để em nói trước đi ạ. 让我先说吧. Trước khi đến Trung Quốc. Lái Trung Quốc ý chén. Bên trong trường. Xuế xảo lý biên. Cách đây không xa, rất gần. Lý trở bù yuán khẩn chỉnh. Phía đông là nơi nào? Phía đông là địa phương gì? Đông biên là什么地方? Một cái sân bóng đá. 一个足球场. Làm phiền mình hỏi thăm một chút. Lão giả, 我打听一下. Ở giữa công viên Hòa Bình và quảng trường Nhân dân. Tại Hòa Bình công viên và Nhân dân quảng trường trung gian. Viện bảo tàng. 博物馆。Cách đây bao xa? Lý trò dấu đua yuẩn. 700-800 mét. 700-800 mỉ. Từ đây đến đó. Phóng rõ tạo nở. Cứ đi thẳng về phía đông. 一直往东走。